Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, Thanh Hóa ghi nhận 937 ca bệnh COVID-19, trong đó có 6 bệnh nhân tử vong. Số ca mắc phân bố tại 25 trên 27 huyện thị xã thành phố, trừ huyện Quan Sơn và Quan Hóa chưa ghi nhận ca bệnh. Tỷ lệ ca mắc trên 1 triệu dân ở Thanh Hóa là 243,7 ca trên 1 triệu dân, thấp hơn 37,8 lần so với cả nước. Tỷ lệ số ca tử vong trên số ca mắc là 0,7%, thấp hơn 3,5 lần so với cả nước. Số người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa từ ngày 1 tháng 10 đến nay là 15.203 người, trong đó ghi nhận 208 trường hợp dương tính, chiếm tỷ lệ 1,4%. Để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 11 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine là 35,2%. Tỉnh cũng đã xây dựng 147 khu cách ly tập trung, sẵn sàng hoạt động với khả năng thu dung 11.201 người. Trước những dự báo về dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, tỉnh Thanh Hóa xác định huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tiếp tục tập trung triển khai thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất ca mắc, ca tử vong do dịch COVID-19, đồng thời tạo điều kiện để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thành công mục tiêu kép trong trạng thái bình thường mới. Sau gần 3 tuần triển khai quyết liệt các giải pháp bao vây dập dịch, từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 11, thị xã Bỉm Sơn khôi phục nhiều hoạt động kinh tế xã hội trong tình hình mới, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép. Từ 0 giờ ngày hôm nay mùng 1 tháng 11, thị xã Bỉm Sơn cho phép các cơ quan công sở, tổ chức doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường nhưng phải triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các địa điểm tập luyện thể dục thể thao ngoài trời được hoạt động nhưng không quá 10 người cùng một thời điểm. Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát cũng được hoạt động trở lại nhưng chỉ được bán hàng mang về mang đi. Chúng tôi cũng rất chi là vui mừng vì là dịch bệnh ở Bỉm Sơn đã được kiểm soát và chúng tôi được bán hàng quay trở lại. Chúng tôi không bán ăn ở quán mà chúng tôi bán đem về và thực hiện đúng 5K. Đến nay đã có 20 trên tổng số 28 điểm phong tỏa tại 5 xã phường trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn được dỡ bỏ phong tỏa. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, thị xã Bỉm Sơn vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với một số dịch vụ như khách sạn, karaoke, massage, internet, trò chơi điện tử, cắt tóc, gội đầu, các hoạt động bán hàng rong, hoạt động ở cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, lễ hội, hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp. Gần 2 năm đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực du lịch. Không chỉ thiệt hại về kinh tế, nguồn nhân lực du lịch cũng bị sụt giảm nghiêm trọng. Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với tình hình mới đang là vấn đề được các địa phương, doanh nghiệp và ngành du lịch Thanh Hóa quan tâm. Sau khi được phép mở cửa đón khách nội tỉnh trở lại, khu du lịch cộng đồng Pù Luông, Bá Thước đón khá nhiều du khách. Đây là tín hiệu tích cực, tuy nhiên việc đón tiếp phục vụ du khách tại đây lại đang bộc lộ nhiều hạn chế. Thời gian đóng cửa kéo dài, trong khi nhân lực du lịch chủ yếu là người địa phương, không được đào tạo bài bản, nên khi đón khách trở lại, bà con khá lúng túng. Nắm được tình hình này, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã phối hợp với huyện Bá Thước tổ chức các lớp tập huấn tại chỗ cho những người tham gia dịch vụ du lịch đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Cái bài giảng mà chúng tôi soạn cho đối tượng lao động ngành du lịch thì tập trung vào kỹ năng. Bên cạnh giảng những cái phần lý thuyết cơ bản, thì phần kỹ năng là chúng tôi chú trọng, nghĩa là cầm tay chỉ việc để cho người lao động trong ngành du lịch họ có thể nắm bắt được ngay và thực hành được ngay tất cả những hoạt động mà đáp ứng được yêu cầu của từng cơ sở du lịch. Để có thể khôi phục nguồn nhân lực, nhiều doanh nghiệp du lịch đã sắp xếp lại bộ máy, cố gắng giữ những nhân sự cốt cán để không mất nhiều thời gian tìm kiếm, đào tạo lại. Cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp trong thời gian còn lại của năm 2021, ngành du lịch Thanh Hóa cũng sẽ phối hợp với các chuyên gia, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp du lịch tổ chức đào tạo bồi dưỡng lại cho hơn 2.000 lao động trong ngành du lịch. Đây là sự hỗ trợ rất cần thiết để các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa sẵn sàng đón khách trở lại. Thưa quý vị và các bạn, bờ sông Mã, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy đang bị sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài hơn 1,6 km. Theo ước tính của cơ quan chức năng, có tới hàng chục hecta đất bãi canh tác đã bị xóa sổ, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân địa phương. Bãi bồi thuộc địa phận thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân, nhiều diện tích ngô đông đã bị sạt xuống phía dưới.
cây ngô vẫn còn xanh tốt, chứng tỏ điểm này bị sạt chưa lâu. Suốt chiều dài hơn 1,6 km bãi bồi Hữu Ngạn sông Mã qua địa bàn các thôn Quan Phác, Vân Trai, Phác Vân của xã Cẩm Vân đều diễn ra tình trạng tương tự. Có những điểm sạt vách dựng đứng cao tới 5-7 mét. Theo Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Vân, từ năm 1976 tới nay, diện tích bãi bồi sông Mã qua địa bàn bị sạt lở khoảng 84 hectare. Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến nghiêm trọng hơn khi có khoảng 15 hectare đất bị sạt trôi sông. Theo người dân địa phương, một trong những nguyên nhân gây sạt lở nghiêm trọng tại xã Cẩm Vân là do hoạt động của các mỏ cát gần đó. Chúng tôi cũng tiếp tục có biện pháp là khoanh vùng lại và cảnh báo cho người dân trong cái mùa mưa lũ, tránh nguy cơ người dân bị ảnh hưởng, bị tai nạn hay ảnh hưởng do cái quá trình mà đi làm sản xuất nông nghiệp. Một số km còn lại sạt lở thì chúng tôi tiếp tục đề nghị cấp trên quan tâm tạo điều kiện cho Cẩm Vân để kè sạt, chống sạt lở để đảm bảo cho người dân có đất sản xuất và ổn định sản xuất. Ngoài các điểm sạt lở tại xã Cẩm Vân, hiện nay huyện Cẩm Thủy còn 9 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm khác ven sông Mã tại các xã Cẩm Giang, Cẩm Yên, Cẩm Ngọc và thị trấn Phong Sơn với tổng chiều dài gần 8 km. 932 hộ dân bị ảnh hưởng. Bản tin 18:30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Nam vừa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh sản phẩm phục vụ trẻ em Baby Family ở phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, phát hiện 272 hộp thuốc nhãn hiệu Abidol. Theo trình bày của chủ cơ sở, các sản phẩm trên là thuốc hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến lô thuốc trên. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Nam đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số thuốc trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với Trần Thị Sa, trú tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin từ cơ quan điều tra, Trần Thị Sa đã đưa ra những thông tin gian dối đối với mọi người là có các đơn hàng cung cấp cho các công ty trong các khu công nghiệp và kêu gọi góp vốn để đầu tư hưởng lợi nhuận. Đặc biệt, Trần Thị Sa còn đưa ra thông tin có các lô đất ở các dự án, kêu gọi mọi người góp vốn đầu tư để hưởng lợi nhuận cao. Tuy nhiên, sau khi huy động hàng trăm tỷ đồng của mọi người, Sa không đầu tư vào đất mà ném vào các sàn giao dịch tài chính trên mạng. Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Mạnh, 25 tuổi, trú ở quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, từ tháng 5 năm 2020, Mạnh tạo trang Facebook với tên Quỹ Từ Thiện Cộng Đồng, rồi lấy thông tin hình ảnh những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở chuyên mục nhân ái trên các trang báo điện tử uy tín, sau đó chỉnh sửa lồng ghép tài khoản cá nhân để kêu gọi nhà hảo tâm quyên góp từ thiện. Sau khi thấy Mạnh đăng thông tin, nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền vào tài khoản của đối tượng. Bằng thủ đoạn trên, Trần Văn Mạnh đã chiếm đoạt khoảng hơn 600 triệu đồng của nhiều người. Số tiền chiếm đoạt, Mạnh sử dụng vào mục đích riêng và không thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào như đã cam kết. Trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu tại khu vực huyện Chi Tôn, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 67H00038 do Lê Thanh Vũ, chú xã Vĩnh Gia, huyện Chi Tôn điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Qua đó phát hiện trên xe chở 3 tấm gỗ sẻ Savenlin, chủng loại gỗ xoan đào, có nguồn gốc nhập khẩu nhưng không có giấy tờ quy định của pháp luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp. Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã lập biên bản tạm giữ số gỗ trên và bàn giao công an huyện Chi Tôn tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Công an tỉnh Cà Mau vừa bất ngờ kiểm tra khu đất trống thuộc ấp Rạch Mũi, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, bắt quả tang gần 26 đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 8 con gà, 10 cuộn băng keo, 5.400.000 đồng cùng một số tang vật khác phục vụ cho việc đá gà ăn tiền. Được biết, tụ điểm đá gà trên nằm cách xa đường lộ, lối đi vòng qua nhiều đám chuối, đám sậy. Thêm vào đó, còn được bố trí cảnh giới từ xa. Nếu bị phát hiện lại có nhiều đường thoát từ các con kênh, vuông tôm, nên các đối tượng có nhiều địa bàn để kéo về đây đá gà ăn tiền. Sau khi bị bắt quả tang, các đối tượng đã được kiểm tra y tế và test COVID-19 trước khi chuyển về cơ quan để xử lý. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888
2523636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.